No. I cute. Bây giờ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà em không có thẩm mỹ, em nói thiệt đó, mọi người không tin hả? Tại vì em kiểu bị dậy thì muộn. Hello anh chấm em sinh năm 97 hả? Dạ đúng rồi. Riêu xem 97, mọi người biết không? Cái lúc mà người ta mà kiểu thời con gái mà người ta mà kiểu xinh nhất á, mà người ta đẹp gái nhất á, là có phải là kiểu người ta kêu là 17 tuổi gì? Gái gì 17 bẻ gãy sừng trâu gì đó. Đó. Cái gì đó đúng rồi đó. 17 18 tuổi là con gái xinh nhất đúng không? Mà 17 18 tuổi em trẻ trâu kinh khủng luôn á, lúc đó là kiểu như là đạp xe đạp xong rồi kiểu như là đua xe đạp á, lúc đó em còn đua xe đạp xong rồi bị bạn nó tông cho gãy răng cửa nè đó, rồi kiểu đen thui à, không có bao giờ bịt khẩu trang, không có mặc áo khoác gì hết á, xong rồi kiểu bị suy dinh dưỡng lười ăn á, nên là nhìn em rất là kiểu giống như mấy đứa dưới quê á, kiểu đen đen mà ngăm ngăm mà nhìn bẩn bẩn bẩn. Ừ, ngồi nói chuyện tới trưa luôn chứ bây giờ làm gì. Ừ đó, xong rồi kiểu như nhìn vậy xong đúng xấu luôn. Thì bây giờ lớn rồi đúng không, điệu rồi, bây giờ có công nghệ nè, xong rồi bây giờ biết make up, bắt đầu biết lớn lớn tí, bắt đầu biết dưỡng da này nọ kia đó, thì nó khác thôi. Gì tường méo nào, cái tường này hả? Trời ơi, méo vậy là ít rồi đó, nó phải méo được cả cái mặt em á, ghê. Chứ anh không tính không cho em dùng app à, trời ơi, tự nhiên Vigo nó tạo ra app cái mình không được dùng app, dùng vậy là ít chán. Em sẽ chấm tâm lý đúng rồi, anh gái biết em 2 năm rồi nè, em thấy 2 năm qua em cũng đâu, trông em cũng đâu có gì khác nhiều đâu, vẫn vậy, vẫn trẻ trâu vậy. Bây giờ là dạo này là em đen đi nhiều lắm rồi đó, biết gì không, kiểu như cứ lười lười ấy, tính tình ổn hơn mà. Chứ trước tính em sao, chứ trước đây tính em như thế nào, tính em vẫn dễ thương cute phô mai que thôi. Không mà ngày trước thì bốc đồng hơn nha, ngày trước hay chửi trên live lắm. Bây giờ ngày xưa mà ai vào live của em mà cứ nói em gì á là em chửi luôn á, xong rồi em kiểu kích luôn. Bây giờ em kiểu hiền luôn á, kiểu như ai nói gì nói kệ luôn, không quan tâm luôn, nó cứ cười vậy á. Chứ cảm ơn chấm ạ. À, em chào chị, hello bé dâu, chửi nhau không chị? Không em, nhìn em nay lạ lắm, giống thiên thần rơi xuống. Ông trời gì, bà gì thiên đàng của Go Win nhỉ, thiên thần gãy cánh hả? Không, bây giờ hiền lắm rồi, bây giờ ai chửi tôi chửi chứ chứ tôi không chửi người nữa. Mẹ cha nhà chị gì đấy, em đẹp, thank you Daisuki, hello mọi người mới vô. Trời ơi, ước gì lại ông đi qua lại bà đi lại, ước gì giờ bụt đó hả, từ giờ tới ngày mai like được đủ 50k nhờ, thiếu 50k nữa. Cái gì, có làm thông gia với mẹ cha nhà em không? Má, tôi tưởng chửi tôi chuẩn bị hoạt động cái miệng, tôi bị chửi lại đó. Không em à, chị đây là Rio, đây là bây giờ kiểu độc thân vui tính không? Bởi vì con đĩ tình yêu nó có thể ập tới bất cứ lúc nào, nên là mình phải tranh thủ đi, tranh thủ độc thân. Hello mọi người. Bây giờ ai mà bị cây vậy? Em sẽ chân tâm. Ê, hay đi bê cây được không? Ngồi ở nhà nói xàm nhiều quá. Ai, rớt bánh rất là khó ăn luôn. Ai còn 100 viên đậu chả kéo mọi người, cho em đi bê cây cho nó đỡ nhạt cái rung coi.